Con đi đâu vậy? Con đi xin tiền. Con đi đâu? Xin tiền. Con đi xin tiền hả? Dạ. Để làm gì? Dạ, để đi lên Bình Dương. À, để làm gì? Để lên Bình Dương để làm gì? Dạ, đi làm á. À, ghé vô đây ngồi nói chuyện với các chú một tí xíu hả? Dạ. Nhà con không chịu đi kiếm việc làm, kiếm tiền nuôi mẹ chứ bà mẹ con khổ. Giờ mẹ đẻ em đứa mà đứa hai đứa nó bự rồi. Ừ. Đây là một hình ảnh cậu bé lang thang. Con đi đâu vậy? Con đi xin tiền. Con đi đâu? Xin tiền. Con đi xin tiền hả? Dạ. Ừ, để làm gì? Dạ, để đi lên Bình Dương. À, để làm gì? Để lên Bình Dương để làm gì? Dạ, đi làm á. À, ghé vô đây ngồi nói chuyện với các chú một tí xíu hả? Dạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng đang có mặt tại thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Và thời điểm này á, thì cũng là gần 10 giờ tối rồi. Và phía sau lưng Bùi Hồ đây là một hình ảnh một cậu thanh niên. Vì thất nghiệp, cậu phải đi xin tiền lên Bình Dương để tìm việc làm. Và một nhân vật này cũng khá là quen thuộc trên kênh của Bùi Hồ. Mà cách đây khoảng hơn 2 năm trước, Bùi Hồ cũng đã từng giúp đỡ cho có một mái ấm. Đó là con của chị Nguyệt. Và để hiểu thêm về nhân vật này, mời cô bác anh chị cùng lại đây ha. Chú chào con. Chú Hồ á. Ừ. Sao con nhớ chú vậy? Dạ, tại mỗi lần á con nhìn mặt ai rõ là con nhớ hết trơn ạ. Chú chào con trai nha. Dạ, con chào chú ạ. À, con có thể giới thiệu cho cô chú rằng là con tên gì đi, rồi sao con có mặt ở đây? Tại nhà cũng xa lắm cô bác anh chị, ở Hồng Ngự cách đây mấy chục cây đặt. Dạ, con tên Lê Văn Thanh ạ, nhà con ở Hồng Ngự. Mỗi lần ở bến ghe Dưa Hấu, giờ con chuyển xuống cống Mười Sình. Anh con kêu con lên đây làm mà trốn mẹ đi làm. Anh là năm nay bao nhiêu tuổi chú quên rồi? Dạ đâu 19 rồi. 19 tuổi? Dạ. 19 tuổi. Còn chị của con tên gì? Chị con tên Nhi á. Chị Nhi, dạ. Đúng không? Mẹ là tên Nguyệt đúng không? Đúng dạ. Trước đây là con sống trên một chiếc ghe rất là mục nát. Rồi bây giờ thì thất nghiệp rồi. Thành nữ là không có tiền đúng không? Mỗi lần bán số mà chị con lặm hoài, mẹ con không có tiền. Con chị con mới đi làm, con chị con kêu lên trả làm với chị. Ồ, vậy là Thanh này là ở xóm Việt Kiều ở Hồng Ngự đúng không? Dạ đúng rồi. Con ở Hồng Ngự ạ. Dù qua mình có đến cái xóm Việt Kiều. Không phải, không phải anh. Khác hả? Khác. Ở ngày này con làm cái công việc gì rồi xuống đây rồi đi xin tiền như vậy rồi ngủ ở đâu? Dạ con mới xuống hồi chiều ạ. Mới xuống hồi chiều? Dạ con định đi xe lên Bình Dương, anh con đón, anh con chờ con ở ngay ngã tư ngã tư chợ Lâm Phát, đường Tân Nguyên, Tân An á, ngay Bình Dương á. Con xuống đây bằng phương tiện gì? Dạ đi xe buýt ạ. Hết bao nhiêu tiền? Dạ 27. 27 ngàn? Dạ. Lúc con đi là trong túi có bao nhiêu tiền? Dạ con có mấy chục ngàn à. Ừ. Rồi con đi là mẹ con biết không? Không. Vì sao con lại bỏ nhà đi mà không báo mẹ biết? Mẹ con kêu con ở nhà con không chịu đi kiếm việc làm, kiếm tiền nuôi mẹ chứ bà mẹ con khổ. Giờ mẹ đẻ em đứa mà đứa hai đứa nó bự rồi. Ừ. Với lại đẻ em một đứa nữa. Ừ. Một đứa cũng tuổi mấy rồi. Còn sống ở trên ghe không? Dạ còn. Vậy hả? Dạ. Mẹ con bây giờ khổ lắm. Trước đây con có đi bán vé số với chị Nhi không? Có, nhưng mà chị con lặm quá nên nghỉ bán rồi. Hết vốn luôn? Dạ. Dự tính là con đi xuống đây là kiếm cả bao nhiêu tiền để đi Bình Dương? Dạ con đủ tiền rồi. Đủ tiền rồi? Dạ xin đủ rồi phải không? Dạ. Được bao nhiêu tiền lấy tụi chú xin? Mấy à. Rồi chừng nào đón xe đi? Dạ tối tối anh con kêu là lên gì, chị con kêu là lên trên chảnh sáng gọi chị con đón. Đâu trong mấy đâu? Đưa chú xem qua chiều giờ ăn gì chưa? Dạ ăn rồi. Đâu con dạch gai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Thanh ngày xưa không có được học nhưng mà rất là ngoan đúng không anh Một Đồng? Mà đi từ sáng giờ luôn hả? Dạ con mới đi hồi chiều à. Mới hồi chiều hả? Dạ. Cái chân cẳng đó là chú con đi cái gì, cái chân cẳng dính nãy gì? Con đạp sình á, cái con đi gửa con định đi kiếm chỗ gửa. Rồi mấy giờ mới lên xe? Dạ con không biết nữa, đặt vé gọi kêu người ta điện cho mượn điện thoại điện cho anh con. Đi xe gì? Dạ con đi xe bến xe ở ngoài này nè. Con dự định là làm cái công việc gì ở Bình Dương? Anh con dẫn con lên chảnh làm, chị con á, chị Nhi á. Ừ. Lên chảnh làm với chị Nhi. Ừ. Nhi khổ như thế nào chia sẻ cho mấy chú nghe. Dạ gì mẹ con đi bán số, ba con đi tù lại rồi. Ba con đi tù lại, ba tại ba con chở hút lậu kiếm tiền nuôi gia đình á, bị bắt vô tù lại rồi. Vô tù lại nữa rồi dạ. Hả? Hôm trước là mẹ đi thăm rồi ba ra tù rồi, bây giờ vô lại rồi. Dạ. Sực mấy tháng? Dạ ba con đi một năm mấy, ba con chở nhiều quá. Nó đây là không có việc làm rồi, biến cố của gia đình nữa đó. Đúng rồi. Mẹ hiện nay thất nghiệp mà cha thì lại đi tù nữa rồi. Cái giờ mẹ con đi bán vé số kiếm tiền nuôi hai đứa nhỏ, còn mấy con là tự lập rồi. Lớn con mấy con đi kiếm việc làm chứ không có ăn bám cho mẹ nữa. Con dự định lên đó làm thì chị Nhi nói là làm tháng một bao nhiêu tiền? Con dạ. Có biết được tin tức rằng ở trên đó hiện giờ thì cũng thất nghiệp, gất nghiệp rất nhiều không? Dạ, chị con có việc làm mà dẫn nó lên chỗ làm chung luôn. Ừ. Chị con tháng được nhiêu? Dạ, tháng con cũng không nói, con cũng không biết nữa. Làm chị cái công việc gì? Dạ, làm công ty ạ. Thì con có đem đầy đủ giấy tờ để lên đó làm không? Không, chị con có đem giấy tờ. Chị con có căn cước ạ. Con đi Bình Dương được mấy lần rồi? Dạ, đi 3-4 lần rồi. Tiền xe đây lên đó là bao nhiêu tiền? Dạ, đi 130-150 à. 130-150, rồi hết tiền rồi, tiền xa tiền đâu ăn? Dạ, đi tới chỗ anh là anh con rước ạ. Chị con rước. Rồi trên cái đoạn đường đi đó bụng người sao ăn? Tiền đâu? Ừ, con ngủ. Không có ăn. Ngủ hả? Dạ. Vậy là đi xe đêm này luôn? Dạ. Mẹ về có thêm em bé nữa. Dạ, tên Ý. Là tổng cộng là mấy em rồi? Dạ, hai đứa, một mẹ con Như gì ạ? Lê Thị Yến Như với Lê Thị Như Ý. Ừ. Người cuộc sống của mình vậy, mới có 19 tuổi ra mưu sinh lang thang đi vậy đó. Đầu đường xó chợ xin tiền của mấy chú, thấy ngại không? Con định đi xin lên chảnh làm. Không, có mới 14 à. Đi làm ở công ty được là cái thứ nhất nè. Dạ, cái... anh con cho việc làm á. Ừ. Chị con chứ. Chắc làm thời vụ. 14 tuổi mà ra đường tự mưu sinh. Chứ nhà mẹ khổ. Đi làm kiếm tiền nhà cho mẹ. Rồi nếu con đi như vậy, hiện giờ mẹ đang ở nhà, ba thì lại đi tù rồi. Mẹ ở nhà thì đang chăm hai đứa em bé nữa, thì ai sẽ là người lo cho mẹ mình đây? Con không biết nữa. Ủa? Nếu con đi như vậy thì mẹ đang chăm hai đứa em bé nữa, thì ai sẽ là người mà tìm cái nguồn sống để cho mẹ mình và hai đứa em mình nè? Dạ mẹ con đi bán vé số, vé sáng gỡ em nhỏ cho người ta, gỡ em nhỏ cho bà ngoại nuôi. Ừ. Bán vé số được bao nhiêu tờ? Dạ 100 tờ á. 100 tờ được lại được lời được 120. 100.000 à. Đây là một hoàn cảnh mà trước đây Bùi Hồ cũng đã từng giúp đỡ, sống ở trong một cái tấm bạc, sau đó được Mạnh Thường Quân á hỗ trợ cách mua được một cái chiếc ghe. Đóng cái máy rất là cặp cây đưa rất là ở rất là kiên cố thôi. Tuy nhiên sau thời gian này nghe Thanh nói là bây giờ khổ hơn lúc trước nữa hả Thanh? Dạ. Ba con vô tù lại, ba con đi giờ 13 tháng.
Ba con đi được mấy tháng rồi? Dạ đi gì, ba con không chịu ở trong tù, ba con trốn ra cái bị bắt vô lại là ba con còn 10 tháng à. Cái ba con trốn ra xong rồi ba con bị bắt vô lại giờ nhốt 13 tháng à. Từ lúc mà ba con đi tù như vậy là con có lần nào đến thăm ba con chưa? Dạ có. Rồi ba có nhớ con không? Có. Sao con không ở quê đi bán vé số với mẹ, chị đi Nhi đi rồi thì con đi bán? Con bán, con sợ giò lắm. Sợ giò là sao? Là giò á. Hình như là Thanh không biết chữ đúng không? Dạ không. Ngày xưa giờ không có học luôn. Đúng rồi. Dạ con có học lớp 2 con nghĩ mà con không biết chữ gần. Mà nhà khổ lắm. Ừ. Nếu đi vậy chứ này nhà mẹ lo nữa, đi tìm nữa. Sớm giờ thì nghe nói là đi mà không cho mẹ hay luôn á. Dạ. Ừ. Rồi mẹ biết tìm ở đâu? Tìm con nữa. Con không biết nữa, con lên chị con xong rồi điện cho mẹ con. Tức là con đã có cái dự tính rồi, khi nào mà lên được đến chỗ chị đó là sẽ liên lạc gì với mẹ. Mới 14 tuổi mà biết lo cho gia đình. Rồi hiện nay ngoài tiền nó ra còn có giấy tờ gì không? Hồi chiều cầm 30 ngàn xuống lên xe buýt, đi hết 27 ngàn, đi sinh. Rồi chân đất gì đó hả? Dính sình bùng kìa, đôi chân kìa thấy không? Mới 14 tuổi á. Mà nhìn cô bác anh chị thấy không? Đẹp trai kinh khủng. Nhìn gương mặt rất là đẹp trai. Có bao giờ con đi như vậy thì con thấy ngại không Thanh? Xin cô chú gì? Con mà con đi kiếm việc làm nước đá thì mỗi lần con dập tay con tẩn con không dám làm nữa. Rồi mình đi xin mình nói như thế nào? Dì ơi làm ơn cho con xin tiền con mua đồ ăn ăn. Ừ. Rồi người ta nói lại là con còn tay còn chân mà không có gia đình sao mà con phải xin tiền của cô? Con nói là con không có việc làm. Người ta mới nói là không có đi kiếm. Con nói là con đi kiếm mà không có. Giờ chị con mới kêu con lên trển làm. Bây giờ như thế này, con không đi Bình Dương nữa, con về nhà. Mai các chú lên. Con đi Bình Dương với chị con làm. Con về nhà được không? Rồi mai các chú lên. Bây giờ xe buýt thì không có rồi. Con về nhà với mẹ lại. Muốn đi làm á thì phải nói với mẹ bình thường, bình đàng hoàng. Rồi sau đó muốn lên với chị làm coi công việc như thế nào á thì đi, mẹ cho đi nữa mới được. Chịu không? Ở nhà con có quẩn khúc gì đúng không? Dạ. Còn có gì buồn mẹ gì không mà tại sao không muốn về? Có làm cho mẹ buồn cái gì không rồi mà trốn mẹ đi là quyết định là lên tới chị hai rồi sẽ điện về cho mẹ hay. Dạ. Mà các chú á rất là thương con khi nghe con tâm sự rằng chỉ có 14 tuổi mà con quyết định là đi làm. Tại vì con không biết làm, không biết bán vé số rồi thất nghiệp này kia. Bây giờ các chú muốn hỗ trợ con cho tiền con quay lại. Hồng Ngự. Con đi lên chị con đi làm. Vì sao là con cương quyết lên với chị? Tại con đi lên chợ con kiếm tiền, con đi dành mua điện thoại. Chứ con không có tiền mua điện thoại, với lại cũng đi đâu cũng chán chứ. Mua điện thoại rồi đi làm kiếm tiền cho mẹ. Mua điện thoại làm gì? Con mua điện thoại làm gì? Dạ. Để dành chơi không có cái gì chơi hết trơn. Đâu mua điện thoại để mà để dành chơi hả? Dạ. Thật ra với những cái lứa tuổi của Cỡ Thanh này thì hầu như hết là những cha những mẹ đều có điện thoại cho những đứa con, nhưng mà như Thanh này thì hiện nay là cũng chưa có cái điện thoại.
thì một lòng cũng quyết tâm để đi làm kiếm đồng tiền để mà mua được cái điện thoại. Thôi bây giờ nghe chú Hồ đi, đi về nhà đi, mai chú lên nói chuyện với mẹ xong đi, rồi muốn đi đâu cho đi thì đi. Bây giờ chú nói con một lần nữa, khuya rồi, tụi con rất nhỏ và hiện nay tình trạng mà lừa người bán sang Campuchia đâu rất nhiều đó, thì con đi một mình nhằm khi con bị lừa bán sang bên đó khổ mẹ con nữa. Thứ hai là con đi con không có thông báo với mẹ con thì mẹ con sẽ lo. Thứ ba, với cái số tiền đó con không đủ để con đi lên đến Bình Dương, lỡ con đói rồi sao, hoặc là lỡ khi đến cái chỗ đó mà không có anh ra đưa rước lúc mấy giờ thì sao anh biết đường rước con, trong khi đó con không có điện thoại con liên lạc. Rất là nhiều nguy hiểm kinh gặp, tại vì 150.000 này á là chỉ đủ tiền xe lên Bình Dương thôi, rồi anh lên đó không có điện thoại điện cho anh rồi mượn ngay cho, không lẽ cứ đi xin tiếp hay sao? Con lên trả là anh con nói là gì đi ra ngoài chỗ đó đợi con hả? Rồi mấy giờ hẹn anh mấy giờ? Dạ nói bắt xe xong rồi đi lên trả là cũng đâu 4-5 giờ sáng, anh con nói là ra chợ. Tối nay mấy giờ lên xe? Dạ con cũng chưa biết nữa, anh con kêu đi, con đi, con định đi ra bến xe ở ngoài này nè, con đi lên. Không biết làm gì là rất là liều lĩnh không? Bây giờ nghe là các chú không? Nếu như mà không về rảnh giờ này, chú mướn cho con một căn phòng con ở đây. Thì chả con không có biết bắt xe đâu gì chảnh. Rồi ngày mai con ra con bắt xe buýt á. Con về lại trở lại. Tại giờ này tối thì hết xe buýt rồi. Chú sẽ đi mướn căn phòng cho con ở. Con thật ra là từ trước giờ con biết là chú Bùi Hồ rồi, vì có những vụ lừa bán sang Campuchia con thấy rất nguy hiểm không? Cái chuyện mà khi mà trở về được là một cái vấn đề nó rất là khó khăn luôn á. Thì với cái lứa tuổi của con rất là nhỏ nữa, dễ bị sa ngã gạt gẫm, rồi khi mà đưa qua bên đó rồi lúc đó là không biết cha mẹ mình ở nơi có cứu được mình không á, rồi lúc đó hối hận không kịp nữa. Rồi bây giờ ý của con nãy giờ nghe các chú phân tích như vậy, ý của con như thế nào? Chú nói, con nói cho các chú nghe. Con cũng không biết nữa. Bây giờ là mẹ đang lo đi, hồi chiều giờ không gặp là đi kiếm rồi đó. Tuổi nhỏ như thế này cầm tiền nhiều cũng rất nguy hiểm luôn á. Đi lang thang ngoài đường khuya rồi ha, rồi gặp những cái thành phần xấu á, lại xin tiền không cho rồi bị đánh luôn á. Rồi bây giờ sao, nói chú nghe. Con không biết nữa, tại con muốn đi làm kiếm tiền mua cái điện thoại xài thôi à. Con không có điện thoại. Anh gì chị con cũng có mà mẹ con cũng có một con. Dài có. Đi thì mai mốt các chú hứa với con là lên thăm con. Nếu như đúng như sự thật á, như vậy á thì các chú quay lại. Bây giờ trước tiên là về, không những không vì một cái điện thoại mà mình phải lao mình như vậy. Được không? Bây giờ các chú kiếm một cái phòng trọ cho con. Con đi kiếm tiền. Kiếm tiền gì? Dạ, kiếm tiền bắt xe về chở luôn. Giờ này bắt xe gì về trên đó? Giờ này đâu có xe đâu về. Có. Bao nhiêu tiền? Có 50-60 à. 50-60? Dạ. Hẹn con ngày mai có mặt ở trên Hồng Ngự được không? Hiện nay là còn 150.000 đúng không? Thì con cứ giữ số tiền này. Nếu như mà 50-60 á thì còn lại dư đúng không? Còn lại dư tiền. Bây giờ chú với chú một đồng nè, gửi cho con 100.000 nữa để cho dư tiền, đôi khi là tiền xe không biết là bao nhiêu tiền. Con cứ giữ 100.000 này ha. Rồi sau đó bắt xe về lại Hồng Ngự cho chú ngay trong đêm, không được đi Bình Dương. Còn cái chuyện kia để từ từ các chú coi lại thăm mẹ con lại như thế nào. Đây cầm tiền. Con cảm ơn chú Bùi Hồ ạ. Tại vì các anh em cũng không dám cho tiền nhiều, một đứa bé như thế này trong đêm nữa. Mà rồi bây giờ bắt xe và trở về lại. Hứa với chú là trở về lại, không ấy chú giận nha. Dạ. Ngày mai chú lên thăm dạ gia đình con á. Dạ.
Rồi thôi, bây giờ chắc có lẽ anh em mình sẽ kết thúc clip tại đây ha cô bác anh chị. Cũng mong rằng là ngày mai quay trở lại gặp Thanh ngay tại Học Ngữ ha, anh Mộc Đồng ha.